Để phòng chống dịch COVID-19, mọi người cần nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như trung tâm thương mại, chợ dân sinh, các địa điểm du lịch và tại các nơi có không gian kín như phòng tập thể dục thể hình, quán bar, karaoke, nhà máy, xí nghiệp nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền COVID-19 trực tiếp từ người sang người theo đường hô hấp qua giọt bắn. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng sửa chữa. Người mua hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc mua bán tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cửa hàng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc